3 tháng tư gì cũng còn hoài. Dạ. Còn hoài. Dạ. Mà ở dưới ruộng còn ngập nước mà. Bị nó chạy theo loạn này nè. Dạ. Chạy xuống. Rồi. Hôm qua múc nước vô cái bình này. Nào, mình đang mình đã chuột phu rồi. Hả? Phu. Phu thì chuột đấy bên giờ mình lựa chọn ơi khơi nha. Đổ bỏ đi. Không thông má rô phụ ảnh để múc cái làm xong. Chào cả nhà, hôm nay mình đi lại quay cái giếng nước có từ lâu đời ở đây là xã gì An Tức. Dạ, xã An Tức. Ở cái giếng này mình có lâu đời chưa ha? Lâu rồi, bị mới là làm này chắc chừng 4 năm rồi, 4 năm 6 năm rồi. Nhưng mà cái giếng lúc đó là có trước lâu rồi, hả có chú? Có trước lâu rồi mà không có giếng đó hồi đó có múc ấy à. Dạ đất không à hả chú? Đất không à. Dạ. Người ta mới làm á. Dạ. Ta để mua ông cống rồi vô xuống làm. Dạ. Vậy là mà mới làm cái ông cống là mới có 4 5 năm nay thôi. À 6 năm rồi, 6 7 năm rồi. 6 7 năm rồi. Nhưng mà lúc trước thì chưa làm ông cống thì bằng đất không? Dạ bằng đất không. Mà mình múc bao nhiêu cũng không cạn chân hả chú? Không, không cạn. Dạ. Dạ đây có cổ nước nữa nè. Dạ. Nó trên mà có nước biết rồi. Ôi ôi ngộ ha. Chị chạy xuống theo loạn này. Dạ. Rồi dĩ lại trên cái loạn này chi xuống rồi nè. Nó vô đi múc một bình nước uống. Nước này uống chắc ngọt lắm nè. Uống đây thôi. Dạ. Ồ, ôi thốt nốt nhóc hết trơn. Dạ, thốt nốt dữ lắm. Ta đóng lọc bên kia kìa. Tính dạ. Làm đường á. Dạ, tính làm đường đi hả chú? Dạ. Dạ. Đi rồi trời gặp nước cả. Dạ. Rồi tôi mới chữa này nó bẻ. Nó cây nó bên bẻ. Wow. Mới nước kìa. Hả? Gần sực hả? Dạ. Rồi cái chai đâu? Nha cái thùng nè. Cái chai lấy cái chai nó. Ấy quên. Nước ở đây không có biết. Chắc là tới tháng 3 tháng 4 gì cũng còn hoài. Còn hoài. Dạ. Cái còn hoài. Nó thấy cái nước đây không biết rồi. Mà ở dưới ruộng còn ngập nước mà. Còn ngập nước đó. Bị nó chạy theo loạn này nè. Dạ. Chạy xuống. Rồi. Hôm qua múc nước vô cái bình này. Nào, mình đang mình đã chuột phu rồi. Hả? Phu. Phu thì chuột đấy bên giờ mình lựa chọn ơi khơi nha. Đổ bỏ đi. Không thông. Má rô phu ảnh. Để múc cái nước này lên đổ vô đây uống cả nhà. Mình thơ ai về thế. Mà quay camera chứ. Vâng. Đào phi khai không chuột. Mà cả khi nhâm đau mình ái chua quá. Mát quá, mát luôn. Mát không? Được rồi, nó mát không? Ngọt lắm. Ngon thiệt luôn. Người gót cho con miếng nè. Ngon quá. Tại đây không có thuốc. Không có thuốc đâu. Dạ. Yeah. Ngon hơn nước máy nhiều luôn, ngon hơn nước lọc luôn. Trời ơi, nước lọc không bằng nó đâu. Dạ. Yeah. Quá ngọt luôn. Lọc nấu bằng hồi xưa có ô đây nè. Dạ. Dạ. Lọt nước vô xuống đây. Dạ. Yeah. Hàng chi cái nước ở đây nó xanh lè hả? Dạ. Quá trời. Sau chừng 5 mét à xuống dưới.
Dạ. Để ông có người đó bãi bên đây nè, tại khúc này nè. Dạ. Thì tôi mua gạch, mua cái lợi cái này mới nè. Dạ. Làm lợi. Đất ở đây rồi của chú luôn hả? Dạ, đất này cũng bà con cũng bà con vậy. Dạ. Ý có nước làm sao không 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 làm ruộng chứ. Cái này nó bà xã luôn. Làm á bị đất này bò lại uống nước đây không à. Ở dưới kìa. Dạ. Đào viên cho nó bò uống á. Dạ vậy sao? Rồi đây thì múc nó lại đây lấy thao lại múc cho nó uống. Dạ. Múc uống. Rồi giết rồi đào cái giếng cho bò uống luôn. Rồi đào cái giếng đẳng cho bò uống. Dạ. Vì là cái giếng ở đẳng cũng không cạn luôn hả chú? Đó, không cạn đâu, bây giờ chưa cạn đâu, trên này còn nước nè. Dạ, trên này, nè, thấy nó chảy kìa. Ừ. Kìa, nó có nó chảy xuống dưới hoài luôn. Xuống dưới hoài à. Ồ, rồi mấy cái chùm trái thốt nốt đó sao bỏ chú? Dạ rồi. Vậy sao? Cạn được. Dạ. Non nãy ở trong trại nãy, tôi chặt. À, kìa, ở trong đó có một chùm nữa kìa. Ừ, bị ta chặt bỏ. Dạ. Bữa hổm chú Hai kiếm mấy trái thốt nốt già không có. Kìa nhóc chân. Mới mốt ông kiếm làm bánh chạy lên đây nè. Ừ, cái đó kiếm trái chín. Dạ. Thì ở đó ông để vài bữa chín rồi. Cái giếng nước. Đã thiệt. Cùng nhau làm này mua xi măng mua gì làm rồi xong rồi. Xong làm dân xong thẳng rồi xong rồi. Mình mời ông đọc lại đọc kinh. Dạ. Dạ. Vì là làm xong rồi rồi mời ông Lục lại đây làm phước luôn. Làm phước nghĩ đó nghệ dân tộc của tôi. Dạ. Làm đường cũng vậy, làm đường cũng vậy. Cũng dạ. Cần thành. Dạ. Vô tăng gia. Dạ. Lâu rồi tăng gia. Dạ. Cũng như là giao cho trời đất lại. Dạ, ăn khánh thành giếng nước. Ừ. Là giếng nước này là ở ở trong trong này dùng thôi hay là ở ngoài lỗ có vô lấy không chú? Hả? Ở ngoài lỗ có vô lấy. Nước ở ngoài lỗ hồi xưa đó có cạn nước hen. Dạ. Cạn rồi ta lại tới đây tới gánh tới đây nè. Dạ. Hồi xưa cực lắm, hồi đó dạ. Hồi xưa cực lắm. Rồi bây giờ ở ngoài lỗ có vô đây lấy không chú? Ít lấy bị ở tóm đây ta lấy thôi. Dạ. Làm thốt nốt này nè. Ở bị ngoài lỗ vô đây quá xa luôn. Xa lắm rồi. Hồi đó đi theo đường cái đường bờ xa gì cũng phải lại không lấy có nước đâu uống. Dạ. Yeah. Lại lấy này uống nè. Cũng phải lấy. Phải lấy à. Ôi cái giếng nước. Đã thiệt. Mãn năm xài không có tốn tiền luôn. Không tốn tiền đâu. Rồi mình đi về cả nhà. Mặt đất nè. Dạ cái rau này rau gì chú? Mặt đất. Rau mặt đất. Dạ, đắng mình đó. Dạ, rau đắng của núi. Dạ, của núi ăn ngon lắm. Dạ. Ăn nó vô nó mát à. À, mấy bữa thím Hai hái ăn đó hả chú? Nó canh cua nó mà cả đã. Dạ. Không, cái này để vô mì cũng ăn ngon. Ừ, để mì vẫn ăn ngon nữa. Ăn mì cũng ngon luôn. Wow, mấy cây sao. Hàng chi hồi sớm nghe đốn anh đây nè. Xuống cổ chỗ cái xài bự không? Xài thấy xài bự á. Dạ, cái xài đó 3-4 người ôm luôn. Trời ơi, đó là mấy trăm năm rồi. Đó, lâu rồi. Chui đoán là chắc là 300 năm. Ừ, cái xài đó từ 300 năm quá. Quá khứ cái xài lão. Ôm 3 người là, 4 người là được đó. Mới về tới cái tài. Quá khứ cái xài. Thì ăn chung nhau. Ừ. Vậy là cây xài đó là không có của ai hết trơn hả chú? Dạ là ăn chung của bên vợ tôi nè. Dạ ai muốn ăn bẻ ăn. À ai muốn bẻ ăn thì bẻ ăn. Chứ không có bẻ bán à nha. Cây xài ăn chung thôi. Dạ. Cái xài đó là xài thanh ca mình hả gì chú? Xài thanh ca. Dạ. Xài đó chín ngọt lắm á. Dạ chín ngọt lắm nè. Xài thanh ca. Dạ. Lên trển nữa thì dừng thôi à, thấy tôi đi dừng thôi. Tôi đọt cho chỗ cái đá đó luôn đó. Dạ. Hai cục trên đó. Hồi nãy con với chú Hai lên tới đó luôn á. Ờ. Thì nó là leo theo. Dạ 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 đúng rồi đó đó. Bò lên theo cây á. Dạ dạ dạ. Dừng thôi á.
ở trên đó trái tràm hết biết rồi. Ở đây là nguyên khu rừng thốt lốt luôn. Yeah. Cái này là nếu mà ở bên chú là trồng khoai lang này. Khoai lang khỏi bơm nước luôn, khỏi tưới luôn. Khoai lang này khỏi tưới luôn. Dạ, yeah, nước. Đất trồng xài hết nè. Dạ. Ờ, nguyên khu đất ở đây của chú quá rộng luôn. Vậy mình lại cất nhà ở đây đi. Đất ông rộng quá để lại trống làm gì? Ta của ta là bỏ mấy năm rồi, 10 năm rồi. Dạ. Ở đây là đất ở đây vợ công chừng nhiêu tiền chú? Công chắc hơn cây à. Hơn cây hả? Dạ. Vậy là cũng 40-50 triệu hả? Dạ, 40 triệu. Người ta đòi 100 triệu nữa. Dạ. Vậy là đất ở đây giờ có giá trị rồi. Ở trong khu này có được có hai nhà hả? Hai nhà đây, hai nhà, ba nhà. Dạ. Dạ, ba nhà. Ở trong nhà nữa. Dạ, ở trong đó nhà nữa. Ở phải trong nhà. Ồ, thấy cái nhà thiết á. Ở nhà thiết. Dạ. Bởi vậy mới lại đây không có gặp chứ. Chín. Trời ơi, chuối chín cây tới hai buồng luôn. Đâu? Đó. Ồ, ủa. Chuối già cui. Ôi ôi. Vô bẻ ăn thử rồi. Thử ngọt không? Ngọt, sao ngọt? Mua một bình. Ông bán lại cho con cháu đó. Ôi ôi, hai buồng chuối chín cây luôn cả nhà. Ôi. Đó, bên đó ăn buồn kìa. Ý. Bẻ ăn ở trên cây luôn. Bẻ ăn trên cây luôn kìa. Ở đây mấy cái trái này rụng hết trơn rồi. Nè, gãy rồi nè. 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 Hả? Không có, nó rụng rồi. Nè, rụng sức ra nè. Nè chứ ơi, cái đà 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 đà. Ô, nó mùi quá, nó rụng luôn. Hả? Ồ, ngon quá, ngon luôn. Ôi ôi, nó mùi quá, rồi nó gãy ngang luôn gì nè. Dạ, rồi cái... Ờ, con chim làm hết hồn. Con chim cu. Cu nè, bên đây cu nè, cu hai ba rồi. Ồ, con cu. Chim cu. Cu chim. Chim cu, cu chim. Nó ngọt phao luôn. Rồi nãy giờ 3 giờ chưa? Dạ 3 giờ 5 phút.